Ai nói cháo bẹp bẹp? Không có, bẹp bẹp ai nấu cháo? Quốc mới nấu cháo. Hôm nay ta sẽ làm món bẹp bẹp ram nước mía. Đó. Đó. Còn bẹp bẹp của chúng ta đây, chúng ta sẽ tiến hành đi mần thịt nó các bạn. Ông ba. Đây, ta có một con bềm bẹp đây. Mình sẽ làm món bềm bẹp ram nước mía các bạn. Cắn bềm bẹp này chưa có thai lông lên, lông chưa trưởng thành, nó còn tơ. Còn còn bềm bẹp còn giống hai con bềm bẹp quá, nghe giống quá, giống bềm bẹp cứng kèm quá. Rồi, ta sẽ đi mần thịt nó thôi. Đây, con để mần bềm bẹp thì chúng ta sẽ nấu một nồi nước sôi các bạn, dập trụng nó như mần gà thôi, và tiến hành nhấu lông. Con bềm bẹp này cũng còn tơ cho nên lông con nó sẽ nhiều đây. Đợi nước sôi lên đi, rồi mình sẽ trụng nó. Chết rồi. Nó hở kìa. Hở gì hả? Đây, sau khi nhổ lông nó rồi thì nó làm được một đống. Về lớn vậy đây. Cũng không bự lắm hết các bạn. Nó còn này con tơ, nó chưa trưởng thành lắm nên nó không bự. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành mổ nó và đi mua nước mía để rim nó hết các bạn. Khìa nó lại. Làm xong. Đây, mình đã mua nước mía 5 ngàn. Chừng miếng tháng các bạn, 5 ngàn này xài không hết đâu. Với thịt mình đang chiên sơ lại trước đây. Dầu với tỏi rồi trước. Rồi nêm miếng muối, miếng ngọt. Nó vừa thôi. Cho nó sơ vô trước đi. Rồi chúng ta sẽ đổ nước mía vô. Rồi, sắp được rồi.
Rồi chuyện còn lại là sên cho nó chín nữa thôi. Thì chúng ta đã hoàn thành cái món của mình ha. Một xíu coi nó ngon không. Mới làm lần đầu nha các bạn. Mình nghĩ như vậy chắc cũng là tuyệt vời rồi đó. Rồi đây mình đã rêm nước mía xong rồi đây. Dạ yeah, tuyệt vời hết các bạn. Thì tắt lửa còn lại và gấp ra thưởng thức thôi. Mình rêm hơi lâu rồi, nó muốn đen rồi. Đây là cái đùi của con bìm bìm nè, có bề lớn thôi. Mình làm quá nó muốn khét luôn bên kia. Có nước mía các bạn, nó dễ bị sình lắm, nó dễ bị khét lắm. Nước mía quá nó ngọt quá. Ta thử cái đùi này đi. Rất là tuyệt vời nha các bạn, nếu mà bỏ nước mía vô thì nó ngọt lắm, với nó muối với một quả phúc rồng mình nên nó cũng vừa ăn. Nghe gì không? Hương giận à, chút chảy gì nội bỏ nội không chảy gì nữa thôi à. Tao đang ở đây nè, ở đây nhìn đi, giận luôn, nói mà giờ chút cũng đi liền. Còn cái này là cái miếng đùi gì nè, cái này với cái giò, miếng này cái đùi xác trên. Rất là ngọt, là ngon. Hương cũng giòn, nó không có cứng ngắc. Với lại con này nó tơ các bạn. Ngon, ăn một lần không có ăn lần nữa, với giò à, không ai cho. Nhanh lên, không nói nữa đâu, nghỉ chơi không? Rồi, chào các bạn nhé. Nhớ mua nước mía ram nha các bạn, rất là ngon đó. Nhưng mà cẩn thận coi lửa. Nước mía thì nó có đường, nó ngọt á, sẽ bị làm khét món của chúng ta lắm nha. Bye bye. Mình tiếp tục thưởng thức đây.